Thưa quý vị, việc hồi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19 đang được toàn đảng, toàn dân, các cấp, các ngành chú trọng quan tâm. Đặc biệt với những vùng quê nghèo khó mà nông nghiệp là nguồn kinh tế chính, thì những dự án, chương trình hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật lại càng trở nên quan trọng hơn và là nguồn hỗ trợ tốt nhất cho đời sống của người dân để bớt khó khăn hơn. Hôm nay, anh Nguyễn Trung Kiên cùng bao bà con, các thôn Bãi Lóng, Thạch La thuộc xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, phấn khởi đến nhà văn hóa thôn Thạch La và Ủy ban Nhân dân xã Thạch Bình để nhận ngô giống và phân hữu cơ sinh học thân thiện với môi trường. Ai trong số họ cũng hồ hởi nhận những món quà này, bởi khi chưa có đại dịch COVID-19, cuộc sống của họ vốn đã gặp nhiều khó khăn. Nay khó khăn đó lại bị nhân lên gấp bội. Với giống ngô cải tiến cho năng suất thu hoạch cao sẽ giúp nhiều người trong số họ có đủ ăn, khi thu nhập của nhiều người tại đây còn chưa đến 5 triệu đồng trên một năm. Vâng, thì em cũng muốn đến cái chương trình tập huấn này để mong mình tích lũy một chút kiến thức về ví dụ như mình có thể chăn nuôi hoặc là mình trồng cây ăn quả, những cái công việc gì mà nó phù hợp với lại cái sức khỏe rồi cái hoàn cảnh của bọn em. Như khuyết tật như bọn em bây giờ ra thì có rất nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống như là trong cái công việc nuôi sống gia đình và bản thân thứ bây giờ rất là nhiều khó khăn mà bây giờ thì chúng ta là tiền bạc cái tài chính ấy, thì em thì cũng khó khăn nữa. Nên là cái nguyện vọng như bọn em bây giờ thì chúng ta là chỉ muốn được nhà nước hỗ trợ cho một cái số vốn vay như thế nào đấy, vì thực ra thì như em có tìm hiểu thì cũng có những cái chương trình vay vốn mà thực ra những người khuyết tật như bọn em thì vay vốn thì rất khó được vay vốn. Thôi thì gia đình đến nay nghe gọi là cái lớp tập huấn thì là tôi cũng nhận được 5 bao phân và 2 bao ngô để về để áp dụng để trồng cây ngô trong vườn. Muốn hy vọng để cho nó đạt kết quả cao, trồng cây cho cây ngô phân bón để cho nó có nhiều năng suất của để trong cho gia đình. Đây là hoạt động nằm trong dự án thúc đẩy phát triển hòa nhập của người khuyết tật và xây dựng cộng đồng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình do Quỹ hỗ trợ chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan thực hiện từ năm 2018. Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam và tổ chức phát triển quốc tế CBM, hỗ trợ về tài chính nhằm hỗ trợ người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên hộ nghèo trên địa bàn, tăng cường năng lực trong việc ứng phó với những tác động tiêu cực của thiên tai và biến đổi khí hậu. Trước khi em học khóa học thì mình công việc thường ngày, ví dụ trồng trọt chăn nuôi thì mình chỉ làm theo kinh nghiệm thôi ạ. Hoặc là những người đi trước họ kể lại như nào thì mình làm thôi. Và sau khi mình học như vậy thì mình biết được là mình có thể cải thiện được, ví dụ như là năng suất hoặc có kỹ thuật mình làm tốt hơn, hay là mình có cái kế hoạch để chăn nuôi để làm sao để cho đạt hiệu quả tốt nhất ạ. Thông qua các lớp tập huấn như thế này, rất nhiều người khuyết tật như anh Kiên, các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Thạch Bình đã biết lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kỹ thuật trồng ngô, lập kế hoạch tài chính trong chăn nuôi. Từ đó có thể mạnh dạn vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo tại địa phương. Quan trọng hơn, từ những lớp học, người dân, thanh niên trên địa bàn xã Thạch Bình đã từng bước hiểu được các tác hại của thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc hóa chất gây tác động xấu đến môi trường đất, môi trường nước, môi trường sống. Và từ đó mọi người có ý thức hạn chế sử dụng hóa chất độc hại, chọn những giải pháp có lợi hơn cho môi trường trong sản xuất nông nghiệp, cũng chính là bảo vệ môi trường sống của con cháu mai sau.